Ăn rồi không có gì hết vậy? Sen, trái cây đâu mang ra đây coi. Dạ. Ơ Candy, để chị làm cho, cái này nặng lắm. Ngồi xuống. Nhưng mà Candy còn nhỏ mà. Ăn đi. Chà, sao ông làm vậy với em nó vậy? Đấy là việc của tôi, đi vào. Ơi, em khí nước quá, để em đi lấy nước hả? Em ngồi xuống, để anh. Sen, nước đâu? Dạ. Candy, để chị làm cho. Ai... Candy còn nhỏ mà sao anh bắt nó làm vậy? Kệ nó đi, đấy là việc của hai anh em tôi. Anh mỏi quá, bóp vai anh đi. Dạ. Sao khách đến mặt bí xị vậy? Tươi lên coi. Sao khách đến mà mặt buồn rười rượi vậy? Tươi lên coi. À, son gãy, son gãy, son gãy. Tươi, tươi lên. Cười thành tiếng luôn. To lên. Ủa, mà sao ông bắt nó làm mấy việc này vậy? Ông thấy em tôi à? Người tròn trùng trục như cái bánh tét ấy. Làm cho nó bớt đi. Thôi, đi vào lau nhà đi. Lau nhà xong rửa chén nhá. Anh ơi, em mệt quá, anh cho em nghỉ thôi. Không có nghỉ gì hết trơn á, nhanh lên. Nhá, nhanh lên. Ông nó. Candy. Sen. Candy, Candy. Nhìn gì? Tại sao con có thể quá đáng tới như vậy hả? Quynh à, em làm sai, con lớn hơn em, con phải nói với mẹ để mẹ dạy em. Đằng này con bao che cho em để làm gì? Để trục lợi cho bản thân con đó, con bắt em làm lau nhà rồi phục vụ con. Con thấy con làm anh như vậy mà con làm được hả? Quynh à, anh đúng rồi, anh quá đáng lắm luôn á. Tôi cũng thấy ông quá đáng lắm luôn á. Rồi bây giờ đó, Candy nó bệnh nó chổng. Con có biết mỗi lần em bệnh là mẹ cực lắm không hả? Rồi công ăn việc làm của mẹ như thế nào nữa khi em bệnh? Ai ở nhà lo cho em đây? Hả? Winner. Candy. Mẹ. Mẹ. Mẹ đây, mẹ đây. Sao con không nằm trong đó hả con gái? Hả? Sao con không nằm trong đó? Mẹ. Mẹ đừng có lo anh hai. Lỗi là lỗi của con. Anh hai bảo vệ con. Nghe em thấy thương em chưa? Thấy thương em chưa? Hả? Nè, còn cái chuyện cây son, mẹ biết hết rồi nha. Con nữa, làm sai thì phải biết thú tội. Khi nào hết bệnh, mẹ phạt luôn cả hai anh em. Ủa? Sao mẹ biết? Trời đất ơi, tôi đẻ ra hai anh chị mà sao tôi không biết? Cây son á thì nó nằm bên cái quần của anh, còn cái nắp á thì nó nằm bên cái đầm của cô nha. Mai mốt á nha, làm gì á thì phải làm che giấu cho kỹ. Còn bây giờ dọn cái đống đó cho mẹ. Sen, dọn. Trời đất ơi, trời đất ơi.